tự động. Má biển 2 của Đồng mà anh dám vô đâu Đồng. Biển 2 là của em á. Có em mới đưa Đồng Xoài lên vô địch á. Chứ năm ngoái Đồng Xoài giải 30. Nhật Huy, Nhật Huy. Trời ơi. Anh chụp liên để chụp anh này không không. Lúc mà dùng chụp tắt. Kẹo quá mà chụp anh. Ờ kẹo quá chứ. Kẹo cái quá chứ. Nè. Kẹo cái gì chứ. Cái này còn có phân chụp anh chứ. Đầu đi đăng đăng TikTok chơi. Cái đồng đi bên kia với đánh TikTok kia đồ thật đen. Mấy này khởi động bằng sân có ký. Chí Trần. Ô, bỏ nhỏ cũng được. Cái biến, biến hai bên mình khởi động phải bị lọ. Bên mình toàn là biến của biến hai khởi động lọ quá. Anh có sẵn không? Anh có coi trong mình. Ok, được. Ok, mở. Chú Bình Long cố lên. Ok. Dạ. Có Nguyễn. Xin được chúc mừng anh em đang phát đến 2 như đội tuyển Việt Nam không chỉ quan trọng anh nhà với hai đội Bình Long và Đồng Xoài. Bình Long ra sân trong trang phục trắng xanh. Cố gắng chiều vô chung kết đây, cố gắng thôi. Em chắc em bắt thằng Đồng Xoài chứ em đâu bắt bầy được. Gần lại nữa. Em đang ngồi sáng lắm rồi, gần lại nữa nó. Rồi. Cái con mẹ đang cõi rồi. Không phải con mẹ em đang cõi rồi. Khán giả ha, thôi. Khán giả đông lắm, đừng có coi. Đội nào thắng sẽ vào gặp Cao Su Bình Long. Đang lên luôn Tùng ơi. Anh bị thẻ đỏ rồi. Anh hôm qua đánh nhau với trọng tài. Chuyện truyền chính này. Sẵn ngu quên lại cái coi quay video của đồ đem đi. Trong đường mọi giải không?
libero. Trọng Dương đã vào sân. Bình luận lên của em. Bình luận lên tao nghe kệ được. Bước 1 của Trí Trần. Chuyền 2 Văn Thạch trên trắng. Pha lên bóng bị sân. Xin chào idol Nguyễn Trung Trực. Ok Tùng, nào về em mình nhậu. Mẫn phát bóng. Tốt. Biên 4 Úc Bình Long. Thì đội nào thắng thì chiều đánh nha Thảo. Đội nào thua thì về. Mong là vậy. Úi giời, một lỗi. Rồi 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 rồi. 3-1. Số 8 hôm qua ông tội của ông mới bật lên thì sao ông tội quá thầy ông mình. Úc hả? Tốt. Đẹp. Em kêu giang hồ chém một khóa này đi. Đúng khóa, kêu giang hồ chém em nha. Trung điệu. Khóa đều. Hồi tẩy 2. Rạn quay xong đi xếp 1. Đánh bóng không có lưới của Hoàng Thuận. 4-3. Cái đó có qua cũng rất đó. Lộc bình luận một bên hai mày luôn. Lộc hỏi to lên bình luận một bên hai mày. Bình quá bình. Điểm 4 đều. Đá nó có 1. Trọng tài trụng Trí Trần. Nữa anh Khoa cứ khen em hoài, em chuẩn bị gia nhập đội bóng của anh rồi đó. Một trận đang tiện trận. Năm đều. Đồng xoài. Có chứ, siêu đoạn hiệp ở truyền. Bước 1 tốt. Bước 1.
tốt. Bóng ra ngoài. 6-7. Nghiêng nghiêng qua cơ chỗ Trí Trần phát bóng. Đó, chỉ trị xuống lưng. Trí Trần phát bóng. Cái này à mình à gì thua là đồng bằng ba luôn. Nguyên đang ngoài này lực. Nguyên mới lấy giải nhất của bóng hơi xong. Xin chào idol Tạm Trung Nam. Xe đầu tiên 4 đội Lâm Tây ơi. Có 4 đội thị xã Bình Long, Cao Su Bình Long, thành phố Đồng Xoài với công an tỉnh. Quá ghê gớm của Văn Hòa. Cao lên chứ Trung. Mấy công an tưởng thua. Cao lên chứ. Thua xếp 3. Đây là một trận phóng biết không? Một trận. Một trận phóng. Bên mình là thiếu lực Nguyên. Dạy 3-6 triệu. Hay. Hey.
Số 8 là điều chung. Chuyền bóng đâm vào. Cái bánh thấp mà đâm vô quá không? mười bốn gia mình quá, mình đánh mà mình không ta tên mình bây đánh bóng không qua lưới, một bao cải tiền khởi động machine kia em quay, một bao cải tiền đang khởi động machine, một bao cải tiền đang khởi động machine. Xong rồi mình có bình luận cái trận chung đã. Nhưng mình thua cái trận này mình có bình luận là không có gì về gì nè. Tốt Phi Trần chia thẻ Huy Hoàng bất động sản. Không chia thẻ sẽ đi nổi. Cái chuyện này là cái chuyện này chiến. Nằm ở cung rồi tiên sau cái bãi cho đặt luôn. Văn Hiệp đã vào sân, Văn Hiệp sẽ truyền ba ba hàng sâu, mới vào mà bước một lỗi từ thôi, mặt qua đổ từ thôi. Hiệp tiên đỉnh số ba đỉnh sáu vật ba, Hiệp không hiểu á, không hiểu chạy tờ cho bánh. À, bác ở nhà xem đấy mới like đấy rồi chưa ra đây con đi. Dạ còn ở bắt quá hiếm như trên con vật bản đỉnh hoa lưới lưới ta mua chẳng mà
có hỏi đến cho đồng chọn đến cho đồng chọn 21-15 Văn Hiệp xem đi nói nghe Văn Hiệp xem đi nói tin nhau đi cho hai bà số ca con kỳ nhọn này nó tầm 7-3 vậy Hòa phát bóng má có bảo này thằng đỏ của Bà Nhiệm đúng không? Đợt đàn đỉnh 16-21 rồi tốt hiệp với mình nè hả hiệp mình rắp chắn à chào dân chính ngón nha chắc thua nón quá bước một lỗi lỗi tùm lúng được mỗi mình không thật cách điểm ngon phong lực nó đánh được nó chẳng ghi này kìa văn lực đang chạy lên lực lên đó lên quá đánh bóng ra ngoài nhưng mà ngoài xa luôn ngoài hai cho bên luôn. Tại vì thay đứa cờ là nhanh hơn. Mười tám hai ba để hiệp đi cơ năm này. Văn Hiệp phát bóng. Một điểm đó ngoài đi nướng vô hai mươi bốn mười tám nó luôn quá thiếu hai ba người mà đi làm suy nghĩ có ngày à ui dồi ôi thật ông cọc phạm ơi ông cọc phạm ơi 19-24 các bạn chiến thắng thì Võ Sẽ Sông Người sẽ lì xì cho 5 triệu nếu chiến thắng còn nếu mà thua thì không nói trước trời. Một chẳng con kìa má thủ lì không chung điếu bước một cái rồi lắc kìa Trí Trần vẫn lên ngoài hai mươi bốn rồi thật đi cơ bốn nữa rồi Võ Xe Sông Ngư nếu chiến thắng Võ Xe Sông Ngư sẽ tặng 5 triệu đồng cho thành phố Đồng Xoài đây anh thật đây còn nếu mà thua thì lên phong lũ trụ còn quan thần thì ối điểm bây giờ là 20-24 nha đúng rồi coi Phan trắng thành công chiến thắng set 1 nghiêng về thị xã Bình Long hai đội về góc này đọc nước đọc số tài khoản sang cho vài cây đội nước bạn đội nãy đội lập
Quán tình nó bổ sung thêm chương câu nhanh còn hay. Đâu nếu vô chung kết Thạch Vành Ráng đánh tới 4:30 5 giờ rồi chạy xe máy đi. Ông chạy chắc tầm 90. Chạy ghê lắm. Gánh anh em thêm mấy giường mấy điểm. Nam Định, giao cho em. Má mất được cân nữa. Đúng rồi. Lúc Nam Định bay ra Hà Nội gần hơn, không thì bay bắt. Để em danh bình quay tên cũng kẹt. Má để mình trần quay lên. Quay này ra hết. Có gì đâu, khói mua mau ít, nước biệt thôi. Hiệp mau nó truyền ba bàn sau cho anh Thạch nhiều là có khi được. Để cho anh Thạch chuẩn. Anh Thạch khoe người Thạch cũng được, rồi thôi chúng kể ra đại cũng không được. Và anh dạy đi. Ôi vượt thương. Chắc không là lâu quá. Anh phải lơ chứ một lâu. Bước một cố là được. Anh Thạch nói là chuyện đầu tiên mà anh Thạch nói. Anh Thạch dài dòng đi lên lại. Thua 1-0 rồi. C1 thua rồi bóc. Bỏ chuyện thẳng như thấy Thạch mở mạo lên Thạch này. Hai. Kêu bỏ Mỹ á. À Mỹ á. Tiêu chuyên không có biết đâu. Chuyện quá đấy, cầm cái mặt xuống được thẳng thật. Cứ cắn một quả thượng ăn xì. Đánh cho hồn bên kia xuống lớn đi. Sân. Trời ơi, này. Bố tỏ mặt thống như thế này. Đây đều có mặt mắt thống như thế này. Ăn Nguyên đâu? Không nhìn thấy ăn Nguyên luôn. Nguyên mới lấy cái giày nhét bóng hơi xong. À, Nguyên đang ngồi rất là xa. Xe thứ nhất trong xoài thua rồi. Mình định bụng em. Mẫn biên hai giao mẫn đánh cờ dùng lý cho mấy mặt mẫn tốt biên 4 nhắn tăng hình Cú Ly đi làm rồi anh Vinh ơi. Cú Ly hôm nay xin nghỉ không được. Cú Ly đánh được ngày hôm qua, hôm nay nghỉ. Mà trong khi đó hôm nay quan trọng hơn hôm qua. Bước 1 Chuyền 2
bóng chèm lưới. Hai đứa nhỏ rồi, hai đi ăn cơm rồi. Có thể là đi ăn cơm, ở đây đang ăn cơm tập trung mà. Xin chào Bắc Trường nha, Bắc Trường vào cổ vũ cho Idol Thật Đen nha. Idol Thật Đen thua xếp đầu rồi. Ngoài đè chặn hiệp lại hả? Ừ. Lại cái nửa này. Hoài. Quá. 3-1. Bước 1 tốt. Bắn không vào lưới. Chỗ này văn hóa rồi, hút thuốc đây mà tiếng này. Nó hỏi rồi. Bốn một. Năm một. Đồng xoài 5-1. Ôi ơi. Thấy trên 2 luôn. Hả? Ủa, ông đứng trên 2 luôn. Không. Đấy. Ừ. Chuyền hai cho cao su Bình Long. Đây là đứng này chỉ đào cho thị xã. Nó hết cỡ rồi đó anh ơi. Em đéo biết. Anh tưởng muốn tất cả một chị anh. Sáu, hai. Thôi kìa, có sao dùng vậy nha bác. Một bên đoàn được cử ra một người lừa bóng luôn à? Trời ơi, da mẩn. Tám, hai. Với lại set này bước 1 không bước 1 lộ hạ cái trái liên tục kêu phải rất nhiều. Mai về xanh cái set ăn rồi. Không? Ừ, chỉ có lệnh xanh cái định xếp bán đó.
làm thêm mấy gì. Cho anh Minh à, anh Minh chuyên cho Thuần à. Sao Minh? Giờ Thuần chuyên hại em không? Anh Minh chạy lên. Dạ. Nhiều phản công anh trai, anh trai Huê mười một ba tốt. Chuyền hai gãy. Anh tay. Con. Tốt. Tốt. Mười hai ba. Phúc Bình Long. Tên là Nhật Huy. Bùi Nhật Huy. Số 9 nhất. Số 9 hay số 8? Số 8 là Nguyên Điệp. Áo tên gì đến nào số 8 đến mình. Số 8 bên mình là Điệp Tung. Điệp Tung. Điệp Tung vô Việt Nam của Bình Dương á. Hàng tên 82. Mới đánh giải ngoài nhưng mà thấy kỳ quá nên phải xem chị ý với là điều. Điểm 4, 12. Phát bóng ra ngoài. Gắt nhiều mà 3 mét 5-13
Cào hơn. Huấn luyện viên, Long Long Bảo Hoàng Long, Bảo Long là ông kia kìa. À, một ký về em á. Không bóng ra ngoài. Không, quay xuống này xíu cho có cái mức. Này cãi được, có cái mức này cãi được. Rồi cơ hội, không thể lên. Không thể thấy xe, xe lòng. Tiếp nhiều rồi. Trời ơi, ném nè. Đá bẩn. Đúng rồi. Xin lỗi tất cả các bạn. Giá mình chỉ định cơn gào về anh em. Mấy anh 95 hả? Dạ. Còn nhiều. Đen. Đen. Tại vì cho cả một cái dai của bên mình mà một bò nhỏ cũng được. Nó bắt bay vào trong rừng lên thấy bạn lại rồi. Đưa tay vô dịch. Kinh nghiệm 17-9. Không mình làm được. 18-9. Anh mình vô tâm quan lý phòng 17 ngõ này. Hả? À, rồi một buổi chiều em mình bệnh cấm gà không nhé, em mình phải phải phạt rồi bay về phải trở lại bùa đánh thế là buổi chiều định cấm tới rớt xuống định cấm gà bên nhau sạch bọng định như chặt bước một tốt. Tình ra mình chưa thấy cái câu trả lời của biên hai cháu mà định định tâm không có cách của mình đây chưa 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 có cái trải trải gọi là tẩy trải mà à tẩy trải không phải tẩy trải là biên hai thẳng nhỉ, thẳng đúng không tính nhỉ? Ờ, nhưng mà thẳng 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 thẳng. Hôm nay mới đi lên đội áo cho mày. Này lên đội.
Câu này em không biết. Câu này đúng chưa? Ba lô này là tụi gì? Ba lô á. Trên ghế trên đôi giống còi thôi. Ngay chỗ quý đúng rồi có. Hả? Ờ, ngay chỗ Nam kia. Hôm nay gửi của Nam á, đúng không? Ở đâu thật đen gửi của Nam. Hay. Hay. Set 3, chắc là set 3. 12 21 chắc là set 3 rồi. Đường mô tả mình ạ. Nhìn đánh giữ sức mình đánh trên nó có bỏ lại cái nữa. Thuyết phục luôn. Kết thúc set đấu. Giờ vô set đấu thứ 3 15 điểm nha bà con. Set 3 15 điểm. Ngồi lại vậy thôi, em đánh nổi đâu. Là đi vô xong buổi chiều đánh tập á. Em quay là em chết. Quay. Đó má. Ít khi đánh lắm. Báo mấy mày không à? Dạ. Thì báo mấy nhỏ mà. Em mà chuyên rơi tẩy là tụi nó chạy bước luôn. Ôm lại đưa lên thì được. Đấy là chúng thân là ghệ dư bi rồi. Một đều rồi em ơi. Ủa về rồi hết. Ba chứ. Vậy ba mà sao gì? Sao gì ba luôn. Về đi cắt tóc cái. Một là bây giờ anh em phải qua quán cà phê Nam và Đình Minh Quân chờ tôi. Còn hai là rồi anh em về thẳng cái gì chưa đi cơm gà. Mới một điều à. Cứ cầu cho anh em vô chung kết đi rồi về khởi động Long ơi. Thắng trận này thôi là Dũng. Ok Dũng nha, thắng trận này có 2 thùng bia. Trận này, set này có 15 điểm mà. Mời các bạn quay lại với trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 3 này có 15 điểm thôi nha, 15 điểm nữa là sẽ 15 điểm 3 triệu á. 15 điểm 3 triệu á. 9 triệu 6 triệu đây. Trận này 3 triệu á, thắng là có khi là 12 triệu luôn. Rồi giờ mới tới cái máy quay nè, rồi chào đi. Đây là vua tọt Amelie. Long đã quay lại nghề cũ.
quay lại nghề cũ. Anh Long, chỉ mà bên kia anh định đánh thúng cái bóng của sân cho trọng tài thổi lại xong rồi định lại tới đâu. Cố gắng anh em, cố gắng kiếm hai thùng bia của Dũng đây. À, thì sao bên Long phát bóng. Sao bên kia mà không qua lưới. 1-0 cho Đồng Xoài. Cảm ơn cô Hương. Cảm ơn. 15. Cảm ơn. Dạ. Điểm 2-0. Anh Nam, xích qua cho thầy. Điểm 1-2. Một tốt của anh Tài, thật đen. Chiến tranh chưa thành công. 3-1. Có ngồi làng áo số 10 trên hai Văn Hiệp đang thở khi phong. Ăn luôn. Đang lên đôi vai của Văn Hiệp, cái Văn Hiệp mà phải đang xem nổi. Thứ một. Hai ba mà điểm cho anh em tự tin đánh nè. Thành đen sẽ đánh hết. Đúng một tốt của chị thành đen. Ba đều. Cố lên. Tiếp tục là thật đen. Con. Trời ơi, lỡ kiểu lần tí nó chắc luôn đó, hiểu không? Chắc. 4-3. Bên kia sợ cũng bay không à? Úc. Điểm 5-3. Bắn thật phạt bóng đi cơ năm nữa là đẹp. Đứng chỗ nó phát. Có thì áp phê luôn. Để nó hút 1 giờ nó bỏ xì áp phê. Rồi xong. Hòa. Bỏ nhỏ. Các bạn một nó lên 2 điểm liên tục 3 điều á. Mấy con một đẹp lên nè. Lát rồi à.
Bác rồi đâu, mình thoát ra luôn, là bên kia thấy gì gì gì. Ok là đúng không? Sáu tính bảy đều, bảy đều, bảy đều, một điểm này đội sân. Về cuối, 7 điểm về cuối. Một là Nam Minh Thà, còn là Tô Nam chi game từ 3 giờ. Hai là Nam Minh Thà, là Tô Nam. Mình lên coi ta vừa. Rồi mình bị một nghìn lá cái đỏ lên này. Thôi chẳng một hơi, chứ kia thiếu cái lúc mệt mà miếu lên nha. Kỹ thuật của chuyên 2 xuống giá luôn. 9 7, 9 7 rồi. Chí Trần có một lon râu rồi. À thì nhiều nhiều trong tay luôn. Bước 1 2 Sao bên Long hội ý thường có tí trần một lon râu. Giờ mình đập ra ngoài đầu vai luôn. Giờ mình đầu vai rồi. Mình nhìn cái quạt này ông nồi lên đánh luôn xuống đánh mẹ rồi. Tỷ số là 17 nhưng mà thạch đen đang ở trên mà. 17. Thạch đen vừa mới lên luôn. Liệu cái câu trả ná mình có làm bà sự nghiệp gì không? 17. Bước 1. Chuyền 2. Chẳng mong tốt của Ngô Văn Thạch. Thay người luôn. Đâu thay được cầu thủ. Thay luôn tê rồi. Thì hết. 11 7. Còn 4 ăn uống đủ. Thạch đen mới lên điện đầu tiên nha anh em. Bước 1 tốt. Đá 11 Văn Thiệu vào sân. Nam Khà sẽ vào sân thay cho Đỗ Minh. Cao Minh. 8 11. Điểm
bóng, huề bóng, huề bóng. Rồi. Văn Thạch. Chắn bóng chạm lưới. À, trọng tài bắt chuyền hải bơm à. 12-8. Trọng tài bắt là bơm. Trọng tài bắt là chuyền hải của Văn Thạch là chủ. Anh lần vào đâu được một trái, bị gậy thôi. Giao mũi chở. Bước 1. Anh em chặt bóng tốt. Này quá, đào tài chuột. Anh Úc 9-12, khoảng cách còn 3 điểm mà thôi. Rướn rướn rướn. Mẹ đến gọi cơm này. Mẹ đến gọi cơm này. Anh em đừng trong tăng ngoài rừng cho ga bấy. Sợi tóc gáy. Ái chà. Bước 1. Ngô Văn Thạch. Chắn bóng chạm lưới. Lưới lưới. Tiếp cái đồng thời 13. 13 9 2 điểm nữa. Hay quá thì thầy Tí ơi. Bước 1 lỗi. Đánh bóng ra ngoài. Anh Hiệp đang xem. Rồi rồi, anh Luân ơi, thằng Hiệp nó chuyến này mà nó nhất một cái nó về nó đối công anh Luân luôn luôn ơi. Anh Hiệp đang xem. 14-9. Chắc đúng. Hay, chuyển lên. Hay, mạnh chuyện này á. Mạnh. Đúng rồi, mạnh chuyện gì là đó. 10-14. Vừa rồi là pha chuyền hai. 10-14. Có cái nào anh bú win đồng thời anh cũng. Bú win. Má mình đi AD mà bú win mấy. Kết thúc. Đi AD. Đẹp. Kết thúc. Ký 11-14. Chuyền cho nó hơi ngựa rồi. Bắt tên đâu rồi? Thầy ngươi. Hôm nay trời nắng mắt không bình việc rồi. Thầy bắt tên thôi chứ này cái. Điểm cuối nha bà con. Điểm 11-14. 11-14 mà sao chúc mừng sớm mấy. Nhiều người chúc mừng nè. Chị đừng có chúc mừng. Để cho ông Thạch ông đóng cái này cái đạo đâu chúc mừng nè. 14-11. Thằng cu điệp này phát kiểu gì đây. Bước 1 quá tốt. Trung điệu. Có bia. Chiến thắng là về Đồng Xoài. Đồng Xoài chiến thắng với tỷ